Ngay sau đây sẽ là một câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được từ tổng đài 1900 6145. Xin được chào khán giả, xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho các vị chuyên gia tại trường quay. Vâng, em tên là Phương, em ở Phúc Thọ, Hà Nội. Em muốn hỏi về liên quan có đất ạ. Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi cho chuyên gia Bùi Quang Tể của chúng tôi. Em muốn hỏi là con đất của em nuôi không hiểu tại sao nuôi tuần nay mà nó có bệnh mạo phủ với trắng mắt, nên em chữa mấy là thuốc rồi mà nó không khỏi. Anh là chữa thuốc gì rồi? Em đầu tiên thì em cho ra, đầu tiên thì em bắt về, bắt anh về được một tuần thì em có phòng cái áo hốc với cái M1. Thì em thấy sau phòng được 2 hôm thì em thấy con đất nó bị mạo mẹo phổ đấy. Thì em năm ngoái em nuôi rồi, em nhìn thấy cái bệnh mạo mẹo phổ này, năm ngoái em cũng không chữa được. Em có gọi điện trong miền Nam thì họ giới thiệu cho em cái thuốc giải độc gan 2 ngày, xong bắt đầu em dùng cái thuốc có cái thành phần Fro với lại Doxy đấy. Thì em dùng được khoảng 3 ngày sau thì thấy nó cũng ngừng chết, thì hôm sau nó đi em nghỉ cho em nghỉ thuốc, thì em hôm sau em giải tỏi cho ăn, từ hôm qua nay nó chết nhiều lắm. Cái thứ nhất là chúng tôi nói là đây là bệnh bệnh của anh là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn thôi. Có thể là nhiễm trùng do vi khuẩn, có thể là vi khuẩn gram âm là Euronat hydrophila, hoặc là vi khuẩn gram dương là Streptococcus. Hai cái loại này thì nó là vi khuẩn rất bình thường, nhưng mà chắc từ năm ngoái này tôi cũng nói thế này, vì có thể là nó là vi khuẩn rất bình thường nhưng mà dùng kháng sinh là không khỏi. Anh vừa dùng đấy, mấy cái loại kháng sinh nó không khỏi, không khỏi vì có thể là con vi khuẩn dưới nước là nó có thể kháng lại với một số kháng sinh đó. Anh có thể một điều kiện nữa là anh thay kháng sinh khác, mà không được nữa thì tôi sẽ tư vấn cho anh phải dùng cái thuốc thảo dược cao cấp là Eacaprin. Là cái thuốc này là nó bằng thảo dược thì nó không thể kháng bất cứ vi khuẩn nào, không kháng được. Nhưng loại cao cấp bây giờ em đang trong lồng của em bây giờ có 2,5 triệu, cái đấy là mỗi một lần điều trị hết nhiều tiền không ạ? Cái đấy phải hỏi nhà cung cấp, chứ còn tôi thì giờ không ước lượng. Tức là bây giờ thế này, thực sự thế này, với con ếch ấy thì một anh có thể bắt lên tắm là nhanh nhất. Ở lồng người ta bắt lên tắm cho nó là khoảng 20 ml, cho 1 mét khối, anh tắm 1 tiếng xong anh cho xuống là nhanh nhất. Thì cái thuốc nó sẽ tắm dung tím hay là cái không, không phải tắm cái thuốc Eacaprin mà tắm và trong lồng anh tắm xong anh cho xuống 1 tiếng thì cái thuốc sẽ ngấm hết vào. Vì giờ kháng sinh của anh bây giờ đấy, anh đã dùng năm ngoái năm nay anh dùng nó không, tức là nó nhờn hết rồi. Thực sự là bây giờ tôi nói là ở Phúc Thọ nó cũng dọc cái sông Hồng, tôi biết là cả cái dọc sông Hồng, sông Đuống, sông Thái Bình và sông Kinh Thành. Bây giờ là dùng kháng sinh đều không được. Vi khuẩn ở dưới nước là nó khác với cả trên bờ thì nó còn ấy rồi. Nên hôm trước tôi đã đề nghị cục thú y phải can thiệp và tổng cục thủy sản phải can thiệp vào cả cái vùng nước đó. Vì anh ở trên thượng nguồn của sông Hồng nên là cũng có thể là bị nhiễm cái dạng đó. Thế bây giờ anh có thể là dùng anh mua anh cứ search trên mạng cái Eacaprin thì người ta sẽ cung cấp cho tận nhà, yên tâm, người bán nhanh lắm. Dạ. Cái thuốc thảo dược đấy có chữa được khỏi Việt Nam? Thực sự tôi nói thẳng ngay ở Sóc Sơn nhiều người nuôi ếch đã phải dùng cái này, nhưng người ta cũng nói tôi hôm nay tôi giới thiệu ở trên đài thì mấy ông nuôi ếch ông Sơn ông không thích lắm, ông bảo thôi thầy cứ kệ để chúng nó chết bớt thì chúng em mới bán được. Đấy, tôi nói câu đó là hơi quá đáng ấy, nhưng mà dĩ nhiên là làm bắt đầu tôi sử dụng cái này từ năm 2006 cơ, chứ còn bây giờ thì là cứ tắm cái là yên tâm, ếch vào tắm cái xong là vẫn cứ đẻ bình thường, chứ còn đang ếch đang đẻ mà tắm cái là tịt đẻ luôn. Thì cái thuốc thực sự cái thuốc này thì thuốc nhập từ EU về, chứ không phải có cái gì mà chỗ ở Việt Nam sản xuất, mà nó kinh khủng. Mà cái thuốc này nó gọi như là thay cái thuốc kháng sinh, vì tôi đã hứa với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là thủy sản sẽ có những cái thuốc thay kháng sinh luôn để chúng ta làm, dĩ nhiên nó không như ở trên bờ thì chữa từng con một. Thế anh có thể anh cứ liên hệ cái Eacaprin lên trên mạng ấy, thì sẽ có người cung cấp tận nơi cho anh nhé. E-C, tức là K đấy, và tức là VARIN đó. Nếu được thì chuyên gia Bùi Quang Tể có thể viết lên bảng để cho khán giả có thể theo dõi. Đấy nhá, lên bảng đây tôi nhìn thế này này. Vâng ạ, bây giờ thì chuyên gia Bùi Quang Tể thì sẽ viết tên thuốc lên trên bảng và khán giả có thể theo dõi và ghi chép lại tên thuốc này để có thể áp dụng cho đàn ếch của gia đình mình. Đấy, Eacaprin. Thuốc này thực sự là khi tôi đã nhập về, bắt đầu đã nghiên cứu cái này là từ năm 2006. Thuốc này của EU là rất là tốt vì họ cũng nghiêm cấm là không được dùng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, nên họ phải tìm cho cái thuốc khác. Tôi bảo các anh cấm thì anh phải tìm thuốc khác cho tôi.
Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề với những tư vấn chi tiết vừa rồi và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả. Và hy vọng là với những tư vấn chi tiết của chuyên gia Bùi Quang Tề thì khán giả sẽ áp dụng thành công cho đàn ếch của gia đình mình. Và nếu như còn bất cứ thắc mắc nào khác thì anh có thể gọi điện lại tổng đài 1900 6145 của chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn.